Cô xin chào tất cả các em. Cô rất vui được đồng hành với các em trong chương trình môn tiếng Việt lớp 3 của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học bài 4, lần đầu ra biển. Tiết học ngày hôm nay sẽ giúp cho các em củng cố về từ ngữ chỉ đặc điểm, câu nêu đặc điểm. Mời các em mở sách giáo khoa trang 24. Chúng mình cùng nhau học bài nhé. Trước tiên, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau ôn tập về từ chỉ đặc điểm. Bài tập số 1 yêu cầu như sau: xếp các từ in đậm dưới đây vào nhóm thích hợp. Các em quan sát, đây là ý A. Ý A là một đoạn văn, trong đoạn văn đó có một số từ in đậm. Và quan sát bức tranh, đây chính là hình ảnh tượng trưng cho đoạn văn này. Các em hãy nghe cô đọc, đọc thầm theo cô và quan sát bức tranh nhé. Ở bờ ao nhà tôi có một bụi kim ngân, cứ vào dịp tháng năm, từ các kẽ lá nảy ra từng chùm hoa, hai bông, một bông màu vàng, một bông màu trắng, nhỏ xíu, thơm ngát, theo Trần Hoài Dương. Các em ạ, đoạn văn trên nói về một loài hoa có tên là hoa kim ngân. Đây chính là hình ảnh bông hoa kim ngân đấy. Hoa kim ngân có đặc trưng là một chùm có hai bông, và một bông thì màu vàng và một bông là màu trắng đấy. Đặc điểm nữa là nó có cái cánh nhỏ xíu, bông nhỏ xíu và rất là thơm. Ở trong đoạn văn này, yêu cầu chúng ta sẽ xếp các từ in đậm vào các nhóm thích hợp. Các từ in đậm ở đây chúng mình đọc theo cô nhé: vàng, trắng, nhỏ xíu, thơm ngát. Đây là những từ in đậm. Nhiệm vụ của các em là phải xếp các từ in đậm này vào ba nhóm thích hợp ở dưới, đó là: nhóm thứ nhất, từ ngữ chỉ màu sắc; nhóm thứ hai, từ ngữ chỉ hình dáng, kích thước; từ ngữ thứ ba là từ ngữ chỉ hương vị. Vậy, các em hãy đọc thầm lại đoạn văn và lựa chọn từ ngữ in đậm để xếp vào các nhóm thích hợp nhé. Mời các em bấm dừng hình để chúng mình làm vào vở nào. Mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau chia sẻ nhé. Từ ngữ chỉ màu sắc ở đây đó chính là màu vàng, trắng. Từ ngữ chỉ hình dáng, kích thước đó là từ nhỏ xíu. Từ ngữ chỉ hương vị đó là từ thơm ngát. Như vậy chúng mình đã xếp được các từ ngữ in đậm vào ba nhóm thích hợp. Đây chính là những từ ngữ chỉ đặc điểm. Tiếp theo ý B, vẫn là yêu cầu xếp các từ in đậm dưới đây vào nhóm thích hợp. Các em nghe cô đọc đoạn văn, quan sát những từ in đậm và quan sát bức tranh. Nai con có bộ lông màu nâu nhạt, mịn màng, bốn cẳng cao nghèo, như là đi trên những đôi cà kheo. Cái đầu dài và nhỏ, hai tai vểnh lên, nguyệt ánh. Đoạn văn trên nói về một con nai đấy các em. Đây là hình ảnh tượng trưng con nai. Và những từ in đậm đó chính là nâu nhạt, cao nghèo, dài, nhỏ. Nhiệm vụ của các em là phải lựa chọn các từ ngữ này xếp vào ba nhóm thích hợp ở phía dưới, đó là từ ngữ chỉ màu sắc, hoặc từ ngữ chỉ hình dáng, kích thước, hoặc từ ngữ chỉ hương vị. Bây giờ cô mời các em bấm dừng hình để chúng mình làm bài nhé. Mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau chia sẻ nào. Từ ngữ chỉ màu sắc ở đây đó chính là từ nâu nhạt. Từ ngữ chỉ hình dáng, kích thước đó là từ cao nghèo, dài, nhỏ. Còn từ ngữ chỉ hương vị ở trong đoạn văn này không có nhé. Như vậy, những từ nâu nhạt, cao nghèo, dài, nhỏ đều là những từ chỉ đặc điểm. Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 1. Ở bài tập số 1 giúp chúng mình củng cố về từ ngữ chỉ đặc điểm. Đó là những từ ngữ chỉ màu sắc, hình dáng, kích thước và hương vị.
Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần 2, đó là phần đặt câu nhé. Yêu cầu thứ hai như sau: tìm thêm từ ngữ chỉ đặc điểm theo ba nhóm nêu trên và đặt câu với 2 đến 3 từ ngữ tìm được. Các em quan sát câu mẫu. Hoa mướp màu vàng rực rỡ. Trong câu này thì từ màu vàng là từ chỉ đặc điểm về màu sắc của hoa mướp. Bây giờ các em hãy bấm dừng hình để chúng mình có thể tìm thêm các từ ngữ chỉ đặc điểm theo ba nhóm, đó là từ ngữ chỉ màu sắc, từ ngữ chỉ hình dáng kích thước và từ ngữ chỉ hương vị nhé. Mời các em bấm dừng hình để chúng mình làm bài nào. Chúng mình tìm được chưa? Cô giáo nêu một số từ ngữ chỉ đặc điểm theo ba nhóm như sau. Từ ngữ chỉ màu sắc như màu xanh, trắng, đỏ chót, tím ngắt, vân vân. Từ ngữ chỉ hình dáng kích thước đó là bé nhỏ, rộng mênh mông, hẹp, dày, mỏng, khổng lồ, tí hon, vân vân. Từ ngữ chỉ hương vị đó là thơm, đắng, chua, mặn, ngọt, vân vân. Như vậy chúng ta đã tìm thêm được những từ ngữ chỉ đặc điểm theo ba nhóm, đó là từ ngữ chỉ màu sắc, từ ngữ chỉ hình dáng, kích thước và từ ngữ chỉ hương vị rồi. Bây giờ các em hãy đặt 2 đến 3 câu về từ ngữ vừa tìm được ở trên nhé. Mời các em bấm dừng hình để chúng mình làm bài nào. Chúng ta cùng nhau chia sẻ nhé. Cô giáo có câu sau. Bầu trời rực đỏ. Ở đây là từ màu sắc, đó là từ rực đỏ. Nói đến đặc điểm của bầu trời. Cánh đồng lúa chín vàng. Từ chín vàng là từ chỉ đặc điểm của cánh đồng lúa. Biển rộng mênh mông. Mênh mông là từ chỉ hình dáng, kích thước. Và đây chính là từ chỉ đặc điểm của biển. Như vậy, chúng ta đã quan sát và làm được bài tập số 2. Ở bài tập số 2 này, giúp chúng mình củng cố về từ ngữ chỉ đặc điểm và cách đặt câu với các từ ngữ đó đấy. Tiếp theo, chúng mình làm bài tập số 3 nào. Bài tập số 3 yêu cầu như sau. Dựa vào tranh, chọn từ thích hợp thay cho ô vuông. Các em quan sát tranh. Đây chính là hình ảnh cô chổi rơm. Và đây là đoạn văn nói về cô chổi rơm đấy. Trong đó có một số ô vuông đang để trống. Nhiệm vụ của các em là phải lựa chọn từ ngữ thích hợp thay cho ô vuông. Và các từ ngữ để chúng mình lựa chọn đó là các từ sau. Bé, xinh xắn, vàng óng. Vậy các em hãy đọc thầm lại đoạn văn, quan sát bức tranh và lựa chọn từ ngữ để thay cho ô vuông nhé. Mời các em bấm dừng hình để chúng mình làm bài nào. Chúng mình đã chọn được từ ngữ thích hợp chưa? Chúng ta cùng nhau chia sẻ nhé. Từ ngữ xinh xắn chúng ta sẽ thay vào vị trí ô vuông đầu tiên. Tiếp theo đó là từ ngữ vàng óng. Và cuối cùng là từ bé. Chúng ta đã được một đoạn văn hoàn chỉnh nói về cô chổi rơm. Chúng ta nghe cô đọc lại đoạn văn nhé. Cô chổi rơm, trong họ hàng nhà chổi thì cô bé chổi rơm vào loại xinh xắn nhất. Cô có chiếc váy vàng óng, không gì đẹp bằng. Áo của cô cũng bằng rơm thóc, nếp vàng tươi, được tết săn lại, cuốn tăng vòng quanh người. Trông cứ như là áo len vậy. Tuy bé, nhưng chổi rơm rất được việc. Ngày hai lần, chị Thủy Linh mang chổi ra quét nhà. Chỉ quét nhà thôi, còn sân, vườn đã có chổi khác cứng hơn. Theo Vũ Duy Thông. Như vậy là chúng mình đã lựa chọn được các từ ngữ chỉ đặc điểm để thay vào vị trí ô vuông. Về nhà, các em hãy lựa chọn thêm một số từ ngữ chỉ đặc điểm khác để chúng mình đặt câu nhé. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em.
Chúc các em chăm ngoan, học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.